trong trẻo của thiên nhiên. Khu villa và nhà vườn sinh thái The Eco Point, bản tình ca giữa thiên nhiên hùng vĩ. Nằm bên bờ hồ suối cam xanh thẳm, tựa như vị cư sĩ ẩn mình giữa núi rừng bao la, The Eco Point chất chứa trong lòng những câu chuyện bất tận về vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, cảm giác từ nét đẹp cổ truyền đã đi vào tiềm thức của bao thế hệ người Việt. Mỗi villa và nhà vườn được cảm giác thiết kế từ lòng tự hào về những giá trị truyền thống của ngôi nhà rồng phố núi, mang đậm phong cách kiến trúc Á Đông với mái nhà hình chóp nón được xây dựng bằng những chất liệu thân thiện môi trường như gỗ, mây, tre, gạch đỏ, ngói, vừa sang trọng lại độc đáo, thân thiện thiên nhiên. Chắc chắn sẽ là điểm dừng chân cho những ai đang tìm kiếm một trải nghiệm nghỉ dưỡng cùng giấc mơ về ngôi nhà thứ hai an yên, là tổ ấm trọn vẹn giữa thiên nhiên cây cỏ. Tại đây, hệ thống tiện ích cũng được tích hợp hài hòa, luôn sẵn sàng phục vụ cho tất cả những nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Công viên sân golf, công viên barbecue gia đình, không gian tái tạo sức sống giữa vườn xanh, trải nghiệm thiên nhiên cùng vườn đọc sách, vườn thực nghiệm trồng cây cho trẻ em, đài phun nước, vân vân. Với ba giá trị độc đáo là lưng tựa sơn vững chắc, mặt hướng thủy thịnh vượng, cùng thiết kế không gian xanh độc đáo, tại The Eco Point, mỗi ngôi nhà là một khu vườn xanh mát. Khi tạo hóa phú cho vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ, là đến lúc con người mang tình yêu và khối óc khởi nên những giá trị của vẹn tròn. Từ đó, đẳng cấp được kết tinh, kiệt tác được hình thành. The Eco Point Đồng Xoài, bản tình ca giữa thiên nhiên hùng vĩ.